Thông tin đáng chú ý vừa được Nóng 24 giờ ghi nhận về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container với xe máy tại cầu vượt Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vào trưa nay ngày 16 tháng 10, làm một nạn nhân tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra giữa nút giao lộ khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc cục bộ. Các chiến sĩ cảnh sát giao thông phải điều tiết giao thông qua khu vực và lực lượng chức năng công an quận 12 phối hợp cùng với các đơn vị đến hiện trường để xử lý. Ban đầu khoảng 10 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10, xe container biển kiểm soát 61C32640 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 61R02837 do tài xế BVT quê Thanh Hóa điều khiển chạy từ hướng đường Lê Văn Khương rẽ trái đi quốc lộ 1A hướng về thành phố Thủ Đức. Khi vừa rẽ trái dưới hầm cầu vượt Tân Thới Hiệp thì xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 55N60399 đang chạy trên quốc lộ 1A hướng từ ngã tư An Sương đi thành phố Thủ Đức. Cú va chạm khiến xe máy bị vướng vào bánh sau bên phụ của xe container. Người đàn ông điều khiển xe máy chưa rõ danh tính bị bánh xe container cán qua người, tử vong tại chỗ. Ghi nhận tại hiện trường, xe container dừng trên quốc lộ 1A, đoạn giao với đường Lê Đức Thọ. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, nằm ngổn ngang bên hông xe container. Thi thể nạn nhân nằm sau xe container chưa đầy 1 mét, mũ bảo hiểm của nạn nhân cũng bị cán vỡ nát. Đến gần 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.